Thưa quý vị và các bạn, sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán nhâm dần 2022, ngay từ ngày mùng 5 Tết, nông dân thị xã Nghĩa Lộ đã ra đồng chăm sóc cho lúa xuân với mong muốn có một mùa bội thu. Ngay từ ngày mùng 5 Tết, gia đình bà Hoàng Thị Khẹn, tổ dân phố 7, phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ đã ra đồng bón phân làm cỏ cho lúa. Vụ này trên diện tích 1.500 m2, gia đình bà Khẹn gieo cấy hai giống lúa chính là chiêm hương và nếp. Do lúa được cấy trước Tết trong thời tiết ấm áp nên hiện nay toàn bộ diện tích lúa của gia đình bà đang sinh trưởng phát triển tốt và ở giai đoạn đẻ nhánh. Ăn Tết xong thì sang dúi phân. Dúi phân xong rồi cho phân chuồng vào, chăm sóc cây lúa cho nó tốt, lực thu hoạch nhiều lúa. Vụ xuân này phường Cầu Thia thị xã Nghĩa Lộ gieo cấy hơn 40 hecta để đạt mục tiêu về năng suất sản lượng đề ra. Sau khi gieo cấy xong, phường đã chỉ đạo các đoàn thể và cán bộ chuyên môn phối hợp với tổ trưởng các tổ dân phố tuyên truyền, vận động nông dân tích cực tham đồng, tập trung làm cỏ, bón phân, điều tiết nước khi lúa bước vào đẻ nhánh, đồng thời tập trung phòng trừ các loại sâu bệnh gây hại ngay từ đầu vụ. Đối với chính quyền địa phương trong thời gian tới thì cũng sẽ tích cực công tác tuyên truyền đến nhân dân để bảo vệ và chăm sóc đứa đông xuân, đảm bảo sinh trưởng và phát triển tốt và đồng thời là cũng phòng trừ sâu bệnh để cho năm vụ đông xuân năm 2022 đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch giao. Vụ xuân năm 2022, thị xã Nghĩa Lộ gieo cấy 2045 hecta lúa, năng suất vấn đấu đạt trên 60 tạ một hecta. Vụ này, thị xã tiếp tục duy trì vùng sản xuất hàng hóa trên 70% diện tích, liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm gạo cho người dân đối với hai giống lúa sáng cù và hương chiêm. Do toàn bộ diện tích lúa xuân đều được gieo cấy xong trước tết nguyên đán trong điều kiện thời tiết thuận lợi, nên đến nay đều sinh trưởng phát triển tốt ở giai đoạn đẻ nhánh. Ừ, sau tết thì ủy ban nhân dân xã cũng đã có công văn chỉ đạo tất cả các thôn bản với phát thanh trên loa truyền thanh của các thôn hướng dẫn bà con chuẩn bị sau như tết là tập trung ra chăm sóc lúa chiêm xuân với phương châm đảm bảo về số lượng chất lượng sản lượng năng suất cho vụ tới xác định vụ lúa xuân là vụ lúa quan trọng trong năm do đó trong thời gian tới thị xã nghĩa lộ tiếp tục tuyên truyền bà con nông dân chủ động các biện pháp chăm sóc bảo vệ an toàn hiệu quả cho lúa không để dịch bệnh sâu hại phát triển gây thiệt hại làm ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng